gửi đến tờ bắt và toàn thể đội tuyển bóng đá nước ta tình cảm thân thiết, xin lắng không khí hào hùng của những cổng trời sôi động và niềm tin chiến thắng nơi quê nhà đã hứa về đội tuyển thân yêu của chúng ta. Bằng những kiên cường, tinh thần quả cảm, sự sáng tạo trong từng đội bóng năm và tiến bộ trong từng trận đấu của Việt Nam, nơi chúng ta đã trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Những chiến thắng này khơi dậy tình yêu của và lòng tự hào dân tộc của muôn người dân nước Việt. Ngày 27 tháng 1, thầy và trò U23 Việt Nam sẽ bước vào mới trận chung kết giữa lịch sử của nền bóng đá nước nhà. Đây là một trận rất cam go, nhưng tôi muốn nói rằng hơn 90 triệu người dân Việt Nam đứng sau cổ vũ và dõi theo từng bước chân đường bóng của Việt Nam. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, bình tĩnh, tự tin khi đóng nhất mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thân ái, những sự phúc từ những chức vụ của Hoàng Sơn Thủ Tổng. Rõ ràng, những chức vụ của Tổng thống Hoàng Sơn Phúc chắc chắn là những chức vụ của Tổng thống Hoàng Sơn Phúc.
đối chiếu với nhiều thách thức. Oxy Prime giảm rụng tóc, khử mùi vượt trội.